trước phút chuyển giao Vương Miện Hoa hậu, Đỗ Thị Hà khóc giàn giụa trong cánh gà. Đó là tiết lộ của Phó Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2022 khi nói về việc Hoa hậu Đỗ Thị Hà bị nhiều người cho là khóc lóc hơi quá trong đêm chung kết cuộc thi này. Nhiều năm nay, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam thường có màn Final Walk, tạm dịch là những bước đi cuối cùng trên sân khấu, và màn phát biểu của đương kim Hoa hậu trước khi chuyển giao vương miện cho người kế nhiệm. Tại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022 vừa khép lại tại thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy. Sau phần trả lời ứng xử của top 5 thí sinh xuất sắc nhất thì Hoa hậu Đỗ Thị Hà xuất hiện, đi một vòng trên sân khấu rồi dừng lại chia sẻ cảm xúc của mình trong thời khắc sắp trở thành cựu Hoa hậu. Điều đáng nói là ngay khi vừa xuất hiện, người đẹp xứ Thanh đã vừa đi vừa mếu máo khóc. Tiếp đó, trong 5 phút đứng lại để nói những lời cuối cùng trên cương vị đương kim Hoa hậu, Đỗ Thị Hà liên tục vừa nói vừa khóc nấc. Người đẹp bày tỏ xúc động khi sau khoảnh khắc này sẽ không còn được gọi là đương kim Hoa hậu Việt Nam nữa, đồng thời cho biết để nói về cảm xúc trong 2 năm đương nhiệm, cô không có từ nào để diễn tả được và xin gói gọn cuộc hành trình này trong 2 từ, biết ơn. Tôi biết ơn thanh xuân đã cho mình một danh hiệu cao quý, Hoa hậu Việt Nam là điều mà tôi luôn nâng niu và trân trọng. Biết ơn tuổi trẻ vì đã luôn mạnh mẽ, luôn kiên cường để chịu được sức nặng của vương miện. Cảm ơn những lời chê, lời khen đã một phần nào đó giúp cho Hà mạnh mẽ hơn. Và hôm nay, tôi đứng đây như một người trẻ truyền cảm hứng. Tôi luôn trân trọng những ngày khó khăn, vất vả để bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn. Đã có lúc Hà mệt mỏi, áp lực, khóc một mình. Nhưng không sao vì bây giờ Hà đứng đây mang trên mình niềm tự tin, sự hãnh diện về 2 năm đương nhiệm của mình. Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ. Cùng với đó, Đỗ Thị Hà không quên gửi lời nhắn nhủ tới cô gái chuẩn bị kế nhiệm mình rằng đây sẽ là khoảng thời gian đẹp nhất tuổi trẻ của bạn. Hãy không ngừng nỗ lực cho điều mình ước mơ, cố gắng cho mục tiêu mình đã định. Hà đã, đang và chắc chắn rằng vẫn luôn trân quý sứ mệnh cao cả mà mình đã được trao trong suốt thời gian qua. Và Hà hy vọng bạn cũng sẽ cảm thấy tự hào khi trở thành Hoa hậu Việt Nam như Hà. Màn trình diễn và phát biểu trên của Đỗ Thị Hà nhận về nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Bên cạnh những ý kiến đồng cảm thì nhiều người lại cho rằng người đẹp 21 tuổi có vẻ như hơi làm màu hoặc không tiết chế được cảm xúc của mình khiến sự xuất hiện của cô gây hiệu ứng ngược. Trước sự bàn tán của dư luận, bà Phạm Kim Dung, Phó Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2022 tiết lộ, thật ra Đỗ Thị Hà đã khóc giàn giụa từ lúc đứng ở trong hậu trường cánh gà chờ gọi tên ra sân khấu. Chính vì thế mà khi ban tổ chức lại gần gọi tên nhưng cô phải mất một lúc mới định hình và nhận ra. Sau đó dù được ekip an ủi nhưng cô vẫn xúc động và khóc không ngừng. Đại diện ban tổ chức nói thêm, bình thường Đỗ Thị Hà là cô gái có tính cách khá mạnh mẽ nhưng thời điểm chuyển giao vương miện, cô đã rất xúc động. Đặc biệt, Đỗ Thị Hà đã thừa nhận cô rất sợ mình sẽ không kìm nén được cảm xúc dẫn đến việc sẽ khóc trên sân khấu. Khi nghe vậy, ban tổ chức đã động viên cô cứ sống thật với cảm xúc của mình, không cần phải cố gắng tỏ ra lạnh lùng để che giấu. Trước đó, tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Hoa hậu Tiểu Vi trước thời điểm chuyển giao vương miện cho Đỗ Thị Hà, cô cũng đã khóc tới mức làm lem cả lớp trang điểm trên mặt. Về phần mình, Hoa hậu Đỗ Thị Hà mới đây cũng đã chính thức lên tiếng lý giải về màn xuất hiện trên sân khấu gây tranh cãi kể trên. Người đẹp thẳng thắn chia sẻ, cô khóc vì đó là những giọt nước mắt đến từ cảm xúc chân thật của trái tim chứ không phải lý trí. Cũng theo Đỗ Thị Hà, cô đã luôn cố tỏ ra mạnh mẽ trong suốt nhiệm kỳ 2 năm giữ cương vị Hoa hậu Việt Nam. Trong suốt nhiệm kỳ của mình, có lẽ thật hiếm khi mọi người thấy tôi khóc. Chẳng phải tôi không biết buồn, mà vì tôi luôn buộc bản thân phải mạnh mẽ để từng nơi mình đến, từng việc mình làm đều tràn đầy năng lượng. Đỗ Thị Hà giải bày, nói về hình ảnh khóc không ngừng khi đang phát biểu, người đẹp bộc bạch, trong thời khắc đầy những hoài niệm ấy, tôi chẳng thể giữ những giọt nước mắt hạnh phúc. Nước mắt đến từ trái tim, chẳng phải từ bộ não. Những cảm xúc chân thực thì chẳng bao giờ làm mình xấu đi. Đỗ Thị Hà sinh năm 2001, đến từ Thanh Hóa, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Trong hành trình 2 năm, cô hoạt động không quá sôi nổi, giữ hình ảnh an toàn. Năm 2021, Đỗ Thị Hà thi Miss World, Hoa hậu Thế giới tại Puerto Rico và đạt thành tích lọt vào top 13 chung cuộc. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu, Đỗ Thị Hà dự định vẫn tập trung việc học ở Đại học Kinh tế Quốc dân, song song với tham gia các hoạt động giải trí.